Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với Việt Nam Gà Stand Up. Và ở trong cái video này thì mình sẽ tiếp tục với lại một cái series ngắn về cái chủ đề để làm YouTube Short. Thì không có dài dòng thì mấy anh em sẽ bấm vô cho mình là gì, quên mất tiêu, Fishing Fishing Trap. Ok, Fishing Trap này. Thì cái ví dụ như một cái niche này mà mọi người mà làm á, thì ví dụ như là một cái 20 mấy đô hoặc là những cái để mà bắt cá như thế này nè đó, thì mấy anh em sẽ làm với lại cái những cái câu cụ này ha. Thì mình sẽ bay qua ở bên TikTok, thì mình cũng bấm như vậy luôn là Fishing Trap. Fishing Trap thì cho nó dễ hiểu đó, anh em thấy không? Thì cái việc mà nó làm những cái video như thế này đó, nó rất là có 1,3 triệu view luôn, rất là ok ha. Đó, đây đây là một cái lưới, người ta coi là người ta sẽ thích cái lưới liền và người ta sẽ mò vô cái link của bạn để mua đó, chỉ đơn giản là như vậy thôi nha anh em. Đó thì nó rất là mình thấy là cái niche này nó rất là ok dành cho mấy anh em nào mà mê cái dạng này ha. Đó thì mình đây là một cái gợi ý để cho mọi người có thể phát triển được cái kênh của mình và sẽ có một những cái lợi nhuận đầu tiên. Thì làm ở trung bình thì mình cũng có thêm từ cái kinh nghiệm của mình đó, thì tầm khoảng 20 ngày thôi là mấy anh em đã có những cái lượt click và những cái lượt view rồi, cho nên là đối với YouTube Short thì mấy anh em cũng không cần phải chạy quảng cáo đâu, tại vì nó hiện tại là nó khá dễ. Ví dụ như mình bấm vô trong cái này ha, cái để mình vô coi trong cái up đi. Đó thì những cái này gọi là Amazon Join, đây là best seller luôn ha, là 16 đô. Mình bấm vô đó, mình em thấy không? Đó, và chúng ta sẽ lấy cái link này đó và đặt lên ở trên những cái video của YouTube Shop. Đó là mấy bạn đã có được một cái kênh rất là ok ha. Và ngoài ra thì nó có những cái dạng lưới khác, và mấy anh em có thể làm một cái kênh có bao nhiêu cái video trên này thì mấy anh em sẽ làm nó tương tự như vậy, thì mấy anh em đảm bảo cái việc thành công rất là ok ha. Và khi mà mình đang ở trên này á, thì ví dụ như có những cái người mà xem cùng á, thì dĩ nhiên là cái việc mà mình up ở lên YouTube á, thì sẽ có những cái cạnh tranh. Đấy, kiểu như vậy thì ăn thua nhau là cái độ hiểu biết và cái độ kiên trì ha. Thì đối với những cái bạn mà mình được training á, thì mấy bạn sẽ có được một cái lõi để mà phát triển 10 kênh hoặc là 100 kênh cũng được, nếu như mấy bạn có thời gian ha. Còn đây là thực sự mà nói thì mình không có thời gian để làm những cái video dài như trước nữa, cho nên là ở thời điểm hiện tại thì mình sẽ có những cái video nói về những cái chủ đề hoặc là những cái topic hoặc là những cái hướng đi nào nó có lợi nhất có thể để cho mọi người cùng làm ha. Ok mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành nha.